AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Được phát hành bởi ông lớn WinMax, Miem Global hay Miem Vagadon Vagabond thuộc thể loại MMORPG 3D thế giới mở, lấy đề tài kiếm hiệp Hàn Quốc cực kỳ ấn tượng. Sản phẩm có rất nhiều chi tiết mang đến sự hoài cổ cho người chơi, từ phong cách thiết kế đồ họa, góc nhìn thứ ba từ trên xuống, đến cho lối chơi nhập vai kẻ cuốc kinh điển một thời trên PC. Với những kinh nghiệm được mài dũa từ những phần game trước đó, mà Miem Global được cộng đồng đánh giá là phiên bản game AFT thuần kiểu RPG hoàn hảo nhất series này. Đồ họa đẹp mắt, thiết kế giao diện ấn tượng. Trò chơi được thiết kế bằng công nghệ đồ họa chất lượng cao Unreal Engine, mang đến hình ảnh sắc nét có độ chân thực cao. Dễ nhận thấy đầu tiên là sự chi tiết và đầy sống động của mô hình nhân vật, chúng cho người chơi cảm nhận chất cứng cáp của từng lớp giáp xếp lên nhau, hay nét uyển chuyển và mượt mà của tà áo. Thậm chí lớp áo đồ họa 3D đỉnh cao của game còn được chăm chút đến độ cho game thủ nhìn thấy những tác động nhỏ nhất đến môi trường xung quanh và hiệu ứng ánh sáng đổ bóng. Ở đó, mỗi đường đao mỗi kiếm xuyên phá thân xác kẻ thù đều để lại đằng sau một mặt đất nước nẻ hay những vệt máu vương vãi. Tất cả cướp phần khiến cho người chơi cảm nhận sự uy lực hừng hực khí thế trên màn hình cảm ứng. Lối chơi nhập vai kinh điển khiến bạn khó quên một thời. Dấn thân vào thế giới Miem Global, bạn sẽ được khám phá, thu thập tài nguyên, chiến đấu và gia tăng sức mạnh bản thân theo thời gian. Ở phiên bản hiện tại, game mới chỉ mở ra 3 loại nghề nghiệp chính, gồm chiến binh, pháp sư, tiên đạo. Theo đó, mỗi chức nghiệp sẽ có phong cách chiến đấu cũng như sở hữu bộ kỹ năng và thiên phú riêng cho bạn tùy ý xây dựng. Game có Mandala, một hệ thống tăng trưởng độc đáo cho phép bạn xây dựng khả năng và chuyên môn hóa theo lựa chọn của mình. Về gameplay, Miem Global được chia thành 3 giai đoạn chính cho game thủ từng bước cảm thụ. Đầu tiên, game sẽ cung cấp cho người chơi quyền truy cập vào các nội dung lẫn tính năng bồi dưỡng nhân vật cơ bản ở giai đoạn đầu game. Từ cộng điểm tiềm năng, cường hóa trang bị, kích hoạt thú cưỡi cho đến tìm hiểu công năng thần trang hay sử dụng các sinh vật huyền thoại để trợ chiến. Tiếp đến là cho phép bạn trải nghiệm các chế độ chơi hấp dẫn như Mandala, Master và Clan trong giai đoạn thứ 2. Rồi cuối cùng là chinh phục các thử thách ở phần tổ đội săn bắt hoành tráng hay các chiến trường phe phái quy mô ngàn người ở giai đoạn cuối cùng. Tự chung, với Miem Global, người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn tập trung vào mặt chiến đấu hoặc giải trí với các nội dung mô phỏng đa dạng mà trò chơi mang đến. Tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.